Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Tôi mang thêm một trang bị thì what the fuck? Tôi mang thêm một trang bị chắc mình đánh thú rồi. Vẫn như mọi ngày. Xem nay đánh gì nhé. VO2 à? Phải chơi cũng được mà. Bạn floor kia đâu rồi? Cái bạn floor kia đồ gì nhỉ? Thôi chơi đi. Liều mạng tí. Ai à, ngon phết nhỉ. À không phải dâu tây ngon nhưng mà view này bắt ngon phết anh em ơi. Nhớ thấy con view đầu game cũng khỏe. View đầu game khỏe. Rat cũng khỏe. Rat ok. Rồi phát đi. Thua mình bán nốt rat kia đi nhá. Mong mà không thua, có một con liềm ở đây này. Căng phết nhỉ. Một bạn này quy len 2 ở dưới này. Trông phải thua đấy anh em ơi. Máy em thua. It's only dance now. Theo đội hình này cũng khá là yếu này, anh em đánh chuỗi thắng cũng hơi hên xui nhá. Gặp hai bạn top 1, top 2 này dễ thua này. Vì lên 2 cơ choi. Cái này đánh hơi may. Thắng em trận nữa phải may. Này floor có liềm cũng hơi căng. Khó ăn phết nhỉ. The door to another dimension opens now. Đó, chị ơi. Rát đấm một phát. Ok. Em li ulti. Ngon lại thắng anh em ơi. À đâu còn nó đang liềm. Vẫn thắng. À này thì cũng khỏe chứ sao lại thua mình nhỉ? Rat đấm với nhau với mình. Sao con Rat kia ulti chậm nhỉ? Rat mình ulti sớm hơn bạn này. Sao thế nhỉ? Kỳ lạ thế. Không hiểu tại sao thắng luôn mà. Mà nó cũng thắng rồi nên là thôi kệ. Cho đồ rác nhé. À, quả vừa rồi là con rác này nó đấm ở giữa. Nhờ con rác mình nó đấm được con Amelie này, đúng rồi. Không hợp lý. Đang sâu đánh gì ơi? Cung thủ à? Đan sâu trông anh cung thủ à? Nó có đồ gì? Chỉ mạng. Cái gì nhỉ? Làm trận pháo thủ tiếp nhỉ? Là thích đánh pháo phết. Đánh hai pháo thôi thì ngon nhưng mà
Hên xui em ơi. Pháo được thì đánh. Có liềm này. Liềm đang đánh thú anh em ơi. Không còn, ui dồi ôi, nó ra crack nữa này. Ép mình đánh thú anh em ơi. Bắt ép người ta quả đáo đấy. Không đánh thú nữa thì chịu. 4.000 máu, 4.300. Crack, cho crack tanh bên kia nhé. Vio 2AT. Thua mình bán hơn 2AT đi. Crack này giữ lại. Nó chẳng đánh thú thôi. Thú gì thì chưa biết. Đồ khá là liềm chắc cho von cát thôi. Ma tộc à, lại ma tộc. Rồi luôn. Vio mình lại ulti đần đần này. Chán. Ngon. Mình tìm mình khỏe quá. Không đỡ được. Rát đấm tận 10.000 đam. Bây giờ ngon nhất là ra cái sách thánh này. Ra sách thánh là ngon luôn. Giữ 2AT lại. Thế mình cũng phân vân không biết 2AT sách thánh với cả Vera sách thánh có nào ngon hơn, nhưng mà mình nghĩ là 2AT nhé. Lệnh bài à? Nhưng mà ra đồ thú này rồi thì... nào nhỉ? Thằng hơi muốn đánh thú anh em ơi. Thêm tướng nữa cho nó khỏe. Hơi muốn đánh thú. Liềm cho Rat đi. À liềm cho Vio ngon hơn anh em. Vio nó bắn đằng sau. Thôi rồi, để thế này nhá. Tính sao? Ba con Noma này giữ máu bình tiếp. Ô cộng bại. Phát đấm lên phát. Ok. Phải phết anh em ơi. Bắt đầu game cánh phết nhỉ. Đừng đùa. 6. Floor 2 à, căng phết. 3 con Noma, 5 con Noma, 6 con Noma. Bạn này bỏ game à? Cái sao này mình thấy nhiều bạn kiểu chơi chơi cùng đánh 2 đánh 3 xong các bạn ấy có đồng đội bỏ game để anh em leo danh dễ hơn ấy. Thi thoảng mình thấy trường hợp như thế. Con nó thì mình nhầm không biết, nhưng mà mình thấy thế cũng được, nó là chiến thuật của anh em không? Không thành vấn đề. Gaia này, bọn này chắc hơi căng. Liềm liềm. Lo bắt cóc này à. Này đi. À quên chưa đếm số. Đếm số một phát. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Ok. Thanh nốt lại phát. Ui đừng để con Yon nó sấy. Ulti hết phát. Ăn sơ bánh gì đấy. Yon. Yon này đồ gì. Thế mà thắng mình nhỉ. Vera 2 này. Xin 4 thú được không. Ok. Thế thì chơi Vera để chơi con này nhá. Chơi này đi. Chơi này đi. Phun đổi cho Vera nhá. Cái này mình cho Rat cũng được, nhưng mà cho con này cũng được, không sao đâu anh em. Bây giờ con Vera 2 rồi thì Vera sẽ gánh này. Bán được con lau đi, bán được con này đi này. Hai con Noma này mình cũng sắp bán đi rồi, nhưng mà mình thích để Vio hơn, bởi vì thực ra Vio nó đứng ở góc ấy, nó không đi bộ lên ấy, thì nó sẽ đỡ bị ăn đam hơn. Mình đây là chiến thuật thôi. Còn em thưa có thể đánh Rat cũng được nhé. Đánh Rat thì nó sẽ đi lên, nó ăn đam xong rồi nó sẽ gây đam ở trên kia. Mình thấy cũng được, nhưng mà mình nghĩ đánh Vio có khi ăn đánh Rat còn khi nhiều đam hơn ấy. Mà thôi tùy chiến thuật của anh em ơi. VC2 này.
Chả để làm gì. Pháp sư bây giờ ngon nhất là mình cho thêm một con thú ba đùm nữa, mình cho nốt Vio đi luôn. Rat này mình cho chơi cũng được nhưng mà thích quá nhỉ. Tại kiểu con Rat nó đánh single target thôi. Nếu mà con Vio đứng ở lại thì nó cũng bắn thường ra, nó cũng ra nhiều đam bắn thường. Còn con Rat này thứ cũng đánh những thường cũng nhiều đam nhưng không nhiều đam bằng Vio được. Thì con này lấy ulti thôi, nhưng mà ulti để ulti được nó lại cần mana, mà cần mana nó đi lên, mà nó đi lên thì nó lại dễ chết. Mình muốn bọn thú mình chết trước thì mình đánh Vio thôi. Rồi ra teo ra Yon này ngon. PC 2 được. Ai liềm. Liềm nội tại duy nhất đúng không? Nội tại duy nhất. Em được lắp hai liềm cho một con nhé. Nội tại duy nhất anh em. Ok, thường bắt đáy này. Bắt thằng Vio đi. Thôi kệ cho bắt con gì cũng được. Chấp. Chấp hết, mỗi bạn còn thương mà. Đây giờ ai thương hai bên. Rồi dùng. Quét nộ một phát được không em? Chắc nộ một phát nào. Khó nhè, khó nhè. Tìm chấu thế. Top 1 à? Wow, Noman 2 hết này. L'Oreal. Tìm mấy chấu nhỉ? Florian. Ta tướng mình đang hơi yếu. Khi chọn Rat đi. Giáp một mệnh rồi. Tướng mình hơi yếu nhỉ? Vio này hai bắn trả ra đam mấy 5.000 đam đấy kìa. Giờ mình không thích đánh con Rat này. Chắc tướng thì mà đánh nhỉ. Van heo muốn lên 8 rồi mình mới chơi anh em ơi. Chắc phải đánh con gì. Ờ đánh tạm con Rat này nhá. Đứng cạnh đây tí mana. Thì thằng Rat nhiều đam ấy em. 6.000 đam. 7.000 đam. Sao vừa nãy giờ mình có con Vera ở đây, mình không để cái giáp ảo của con Red này cho tí con Red tí giáp ảo nhỉ? Chúng sao gì à? Rồng đi. Rồng này cho nó thổi nhá. Rồng này thổi. Hay là tê bỏ đi. Hay là tê. Sau mình lên. Mong tìm được ban Doom sớm. Giờ mình đứng đây thổi cũng không quá đẹp nhỉ. Phải đứng trong góc cứ khi thổi đẹp hơn. Chẳng còn trong góc đi. Thương bắt đáy à. Ui ăn choáng. Ây giời ơi mỏng quá, mỏng như một tờ giấy vậy. Rồi luôn. Rồng thổi phát em. Thổi chết hết luôn. Thế ra, ulti. Không có tướng mà đánh anh em ơi, không có tướng mà đánh. Đan thua mình. Xin tí tướng anh em ơi, cần tướng mới đánh được. Không có tướng là sao mà đánh được. Vera, đồ này cho con Vera. Cho con Rat này ra đây đi. Xì teo hai đồ đi. Ok. Đồ này cho teo nốt đi, ba đồ teo đi.
ra không, cho đổi vào Vera đi. Cho Vera nó gánh hơn anh em. Ban Doom này. Rồng này chắc bỏ rồi. Ban Doom mà thế thì mình bỏ Chrissy đi à? Bỏ Chrissy đi thôi. Bỏ Chrissy đi, lấy thêm Ban Doom. Ui, ui, hai đường thẳng này. Tèo ơi, được tèo ơi. Một phát. Ngon. Ui, ui gì đây? Đấy, nhồi phản đam á. Thôi, bỏ rồng đi, mình chẳng đánh rồng chỗ này. Đánh ma tộc thì... giữ teo để giữ máu nha. Ui, đi rắc này. Ok, là Silica. Cũng được anh em ơi, biết đâu nó ra một cái thẻ pháo thủ hay sao. Biết đâu nó ra một cái thẻ pháo thủ hay sao. Cũng thú vị nhỉ. Tự nhiên một tướng vào đánh cũng được anh em ơi, không phải ý tưởng tồi tệ đâu. Nhưng mà phải có một cái thẻ pháo thủ đánh mới uy tín. Hay đánh Silica không nhỉ. Silica không có pháo thủ thì sao. Không có 30% tỷ lệ chí mạng này, không có sát thương chí mạng tăng thêm thôi, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Có Silica bắn bùm bùm cũng vui vui nhà vui cửa phết. Mình suy nghĩ nhé, cũng là lý tưởng ấy chứ, không mình làm thú ma tộc mãi là cũng chán, phải có cái con gì nó tạo điểm nhấn thêm anh em mới hay được. Nó truy hồn luôn. Không ổn rồi anh em ơi. Gazena bắt mình đánh đấy. Gazena nó bắt mình đánh ấy. Không được. Gazena nó bắt mình đánh thì mình phải đánh thôi. Này cho Vera đi. Này cho Silica đốt đi. Teo lấy một con teo đi. Crack Malok này. BC bỏ. Lấy con Malok này đi. Bình tĩnh. Mình nghĩ không cần teo đâu anh em ơi. Trong trận này bán teo đi. Chấp nhận em teo đi, chơi Silica. Thú vị phết anh. Quên cho Ban Doom lên cho nó chết sớm. Công ty đi em. Bắn mãi mà lốc không chết vậy. 24.000 đam. Cũng được. Teo trận này còn có 4 con này, vứt luôn. Không chơi. Chơi là không chơi. Mà không có cái pháo thủ này bắn nó cũng... Lấy thương làm gì? Thương chuyện này đánh rồng à? Mình bán sử rồng. Thôi lấy sách thánh đi anh em ơi. Chứ mình sách thánh đi thì đánh con cát. Ngọc đại à? Ngọc đại cũng được. Lấy đâu này. Ui mà cũng được nhỉ. Ý là cũng được. Nhưng mà lấy choi cũng ngon. Thôi lấy choi thì lấy choi. Lấy ra đây choi con này nhá. Bây giờ mình đi tìm tướng một tí. Này đúng như trước đây. Malok. Này lên 9 nhỉ. Lên 9 lấy con Silica 2 vậy. Lâu lâu không test sức mạnh Silica 6 thú nhỉ. Bắn nó cũng ra gì đấy. Bắn cũng ra 29.000 đam đấy anh em ơi. Đừng. Được đấy. Cũng là ý tưởng thú vị đấy. Cái trò này chuẩn rồi. Định lấy đồ 40 mana cho con kia ulti luôn. Mình kẹt thêm mana nhưng mà trận này mình không đánh Nakot, không đánh rồng gì thì cũng... Chắc trận đấy lấy Ngọc Đại cũng được. Ui, trời ơi, đừng. Lấy thêm con Caffeine nữa cho nó có pháo thủ nhỉ. Vera này thực ra... Lấy thêm pháo thủ đi. Tạm thời lấy thêm pháo thủ đi nhé. Trong lúc mình chưa có ma tộc thì mình sẽ cho con Caffeine để đồ. Nói chung cái này hơi đần nhỉ. Đần hơn. Nhưng mà không sao. Chơi Vera làm gì nhỉ. Caffeine biết đâu nó sấy được một quả. Silica gánh. Chẳng này Silica gánh chắc rồi. Ui con này sát thủ này hơi sợ, hơi rén. Bay xuống đây cũng hơi rén. Nó bay ở đây. Còn nó xuyên Caffeine mình.
Ui rồi, ma lốc nào? Ma lốc nào ở đây? Bắn con thên. Thên nào đây? Teo nào đây? Có cái gì nhỉ? Có choi. Ui ăn choáng rồi. Ôi trời ơi. Có chọi không ăn thua anh em. Thật sự cái Caffini này đần quá. Dưới ơi 2000 đam. Nhưng mà con này nó kích được cái pháo thủ cho con Celica mình bắn đau hơn anh em ơi. Bỏ đi cũng không được. Thôi lấy Malok nhé. Malok thì còn hơn chắc. Thôi lấy Malok đi. Thôi tạm biệt. Đần thế là được rồi. Cho cái đẩy cho Celica. Celica gánh trận này. Cũng được em ơi nhưng mà con Caffini nó đần đần quá, nó chả ra cái tác dụng gì. Ra tác dụng gì thì vứt thôi em. Floor này xuống xiên, ui chết bà này. À chết được con Malok mình nó đi bộ lên nữa. Là một cái vấn đề nan giải con Malok mình đi bộ lên nên là không phải con Veran không đứng lại được. Malok nhảy một phát có liềm. Rồi luôn. Rồi luôn. Cũng cũng khoái đấy. Xem cũng khoái đấy. Mà lúc ít đam nhỉ. Chơi ca cánh quá. Chơi ca ba luôn. Chơi ca ba được không nhỉ. À, tặng con pháo thủ rồi đi. Không biết đánh con gì thì đánh tặng con pháo thủ thì hay đánh con này nhỉ. Đánh Caffini cũng ngon hơn. Góc đứng đây đi. Đánh đây đi. Chơi thêm một tướng nữa thì thêm một gì? Một tướng gì thêm? Hay lên 4 pháo nhỉ? 4 pháo 6 thúng nhỉ? Tham vọng ấy. Tham vọng này hơi 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 lỏ. Tham vọng này hơi lỏ. CK bắn đau quá nhỉ? 4 pháo 6 thú. Trông chả uy tín nhỉ. Không được. Để thêm tạm teo nhé, để phòng mình cần chơi nhé. Caffeine thì 4 teo, Caffeine thôi. Cho Malok, à Caffeine, ê, được, 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 cũng được, cũng được. Đấy, cho Caffeine đồ. Đồ lấy thêm Caffeine này không? Hai pháo thủ thì lại cần mình cần một cái thẻ tăng slot tướng. Hai pháo thủ lại cần một thẻ tăng slot tướng. Teo thì chắc không cần rồi, thôi bỏ teo. Giữ một con teo để phòng tí nữa mình cho vào. Chơi được rồi, chơi thế thì mình cần thì vòng 25 mình phải ra một cái tăng slot cơ. Hên xui anh em ơi. Caffeine lại ăn choáng thì đần thế. Chú bé đần. Chú bé đần Caffeine. Ui trời ơi. Mình cho không cho này sách thà truy hồn anh em. CK gánh. Ui là đánh thường với con này à. Ôi thôi xong rồi cái teo này nó cũng nó. Ây da con teo này nó có choáng. Nó chịu thật đấy. Mà lốc đồ nha, thêm mà lốc đồ đi. Sách thánh, sao mà nó cả sách thánh nhưng mà nó không sấy được. Đần thật sự. Chú bé đần. Celica mình đi phun đồ. Cho nó thêm chi hồn được nhưng mà mình nghĩ con này đần quá nó không làm gì được thì thôi vứt xứ ra. 18, 18 vòng sau mình lên nhá. Vòng sau mình lên cho nó tròn tướng. Teo này. Vong cát này. Thương bắt đáy bên kia. Thương bắt đáy bên này à. À, bình tĩnh nhá. Thương bắt giữa thì không sao. Thương bắt giữa thì không sao. Thương bắt đáy mình sợ hơi rén. Ngon rồng mình thổi lệch này, à rồng bên kia thổi lệch này. Voi à, mà lốc nhảy được phát không anh? Chết rồi, CK mình đần rồi. Ui, CK mình bắn như điên thế mà nó không không xi nhê gì anh em ơi, mấy cái con này. Mình cần con tanh em ấy, mình không cần thêm đam nữa. Vứt sườn Caffeine đi. Cần thêm tanh, cái thêm hay con gì cũng được.
Thêm tạm con này bằng Chrissy đi. Ấy, ấy, nhầm. Tạm thời nhá, tạm thời anh. Tạm teo đi. Cái đần quá. Bé đần. Có con cát không, có con gì tanh tanh cho mình không nhỉ? 21 máu thôi, dồn dồn, dồn đi. Tìm con cát CDK nữa. Món gì tanh rồi em. Thên, lấy tạm thên, biết đâu cần. Ui, con kia nó đánh cũng điên đấy. Thên này đánh cũng điên đấy, sao bắn mà không vào máu con thên vậy. Thôi đi rồi, thôi đi rồi. Mà lốc nhảy phát cuối. Không gì nhẹ luôn. Phải đi nhanh nhở. Mới mở mắt ra vẫn còn nhiều mạng lắm mà. Ấy da, bao nhiêu còn bao nhiêu lời hẹn ước. Thôi đi. Ấy da, lại vào cái chết rồi. CDK giáo thú vào cái chết rồi, buồn thế nhỉ. Quả đấy mà, ừ quả đấy mà mình quyết tâm luôn hơn khi tìm được con cát, cho con cát vào tanh mới sống được. Ấy da. Thôi rồi, rút kinh nghiệm. Lần sau mình sẽ làm lại biết rồi. Vậy thôi, mình đến đây kết thúc rồi. Bạn thì keep trên này like, subscribe và comment xuống phía dưới góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé.